Trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm Australia vào cuối tuần này. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ đến thăm nước này từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6. Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc kể từ năm 2017. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, chuyến đi này là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. Trong đó, Australia vẫn duy trì cách tiếp cận với Trung Quốc được áp dụng trong 2 năm vừa qua. Thủ tướng Trung Quốc thăm Australia trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước đang từng bước được cải thiện với việc lãnh đạo hai bên thường xuyên gặp mặt bên lề, các diễn đàn đa phương và bắt đầu nối lại việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Quan hệ thương mại giữa hai bên cũng đã được cải thiện nhiều khi Trung Quốc gỡ bỏ các rào cản thương mại để nhập khẩu trở lại một số hàng hóa chủ lực của Australia như than đá, lúa mạch, rượu vang và gần đây là thịt bò từ một số cơ sở chế biến của Australia.